Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng đọc chung một kinh, bài kinh số 66, ví dụ con chim trái, tác yếu của Ni Trưởng Thí Hải. Và bây giờ xin đọc bằng máy trước. Please listen. Latokilopama Sutta, the simile of the quail. The Buddha drives home the importance of abandoning all fetters, no matter how harmless and trifling they may seem. Latokilopama Sutta, the simile of the quail. The Buddha drives home the importance of abandoning all fetters, no matter how harmless and trifling they may seem. Ví dụ con chim cái, Phật cho thấy sự quan trọng của việc từ bỏ mọi kiết sử, dù chúng có thể mang vẻ vô hại, không đáng kể. Và bây giờ chúng ta xin vào phần chi tiết. Latokilopama Sutta. Latokilopama Sutta. Simile. 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 Đây là ví dụ hoặc là ẩn dụ. Of the quail. Of the quail. Quail. Quail là con chim cái. The Buddha. The Buddha. The Buddha. Buddha là Đức Phật. Drives. Drives. Home. Home. Nếu mà tách riêng, drives là lái, lái xe, như lái xe, to drive. Home là về nhà. Drive home tức là về nhà. Nhưng trong cái đoạn kinh này, chữ drive home này có nghĩa là cho thấy, tức là Đức Phật đưa chúng ta về nhà để cho thấy, có nghĩa là đưa chúng ta trở về. Và trong cái này thì Ni Trưởng dịch là drive home là cho thấy. Importance. Importance là sự quan trọng. Importance. Abandoning. Abandoning là sự từ bỏ. Abandoning. Abandoning là sự từ bỏ. Fetters. Fetters là kiết sử. Fetters. Fetters. Matter. 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 How? How? No matter how. Cái này là nguyên một cụm từ, có nghĩa là cho dù. No matter how. Harmless. Harmless. Harmless là vô hại. Trifling. 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 Trifling là tầm thường. They may seem. They may seem là mang vẻ. Latokilopama Sutta, the simile of the quail. The Buddha drives home the importance of abandoning all fetters, no matter how harmless and trifling they may seem. Latokilopama Sutta, the simile of the quail. The Buddha drives home the importance of abandoning all fetters, no matter how harmless and trifling they may seem. Có nghĩa là ví dụ
con chim cáy. Phật cho thấy sự quan trọng của việc từ bỏ mọi kiết sử, dù chúng có thể mang vẻ vô hại, không đáng kể. Nam Mô Di Đà Phật. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Thank you so much for your listening.